đó 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 gì gì ôi mới rồi ôi gì là nó ghê à dạ dạ Tùng xin chào quý ông bà cô bác quý anh chị và các bạn, cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Đêm nay bây giờ khoảng 12 giờ rưỡi, gần hơn 12 rưỡi rồi cả nhà, là 0 giờ 39 phút rạng sáng. Hôm nay Tùng mời cả nhà theo xuồng của anh Nghĩa đi thăm lưới. Nãy giờ anh em mình chờ nước, ngồi trong bờ mình nghỉ chút. Anh Nghĩa giăng ra lưới này cũng mấy tiếng đồng hồ rồi. Dạ, giờ này tới nước cuốn rồi cả nhà ơi. Hôm nay anh em mình xuống làng bè, thay đổi địa điểm nhân lưới. Hôm gà anh em mình thả trên vùng đất lở. Hôm nay xuống đây là chứ này không có lở nha. Đây dạng như dùng đất nó sông nó cạn á. Đảo đổ điểm coi sao. Dạ. Cái gì mà nặng dữ cái gì vậy? Chắc lưới gì? Cái nặng nặng tính vô rồi chưa cả nhà. Trời ơi cái đinh nhóm bị đụng viết cuốn sẵn là nó bị xước rồi. Chưa thấy gì hả? Gục quá. Dạ. Anh nghĩ xuống đây hồi chiều anh chạy vòng vòng anh khảo sát rồi thấy chỗ này cá nó ụt vậy đó mà quăng xuống không dính á. Ụt đúng đúng. Quá trời.
đã lấy nhám chả rồi. Dạ. Tùy bà mèo. Hết biết rồi. Bắt luôn. Anh thấy đâu? Bỏ bỏ ra ngoài rồi. Rồi. Sáng nướng cho mấy con ăn. Đây là con cá lao kiến đó nha, nó có đốm đốm tì bà beo. đó gì ôi mới rồi ôi được con cá cha, được một con cá cha nhỏ. Cá cha để vô đục ha nha. À, phải chơi, chào em đi. Hôm nào chạy xuồng mà cũng nẹt bô dữ ta. Mình được con cá tra nhỏ nè. Con này chắc không được ký đâu. 600 gram à. Nay xuống làng bè đem mấy tay lưới nữa, ba tay chứ gì hả? Đi đường xa mình phải đem đầy đủ đồ chơi ha. Lưới này tắt ba ha nhỉ? Một tắt à? À tắt. Lưới xanh này mùa nước trong á là bén cá lắm á. Nước đục này nó không phải đường đi mới phải chứ. Còn này nước đục đi còn hay hơn nước trong. Tính ra mấy con cá nó cũng khô dữ dằn ha. Hỏng khô chết à. Chết quá. Kéo lưới xong rồi bác ơi. một tắc. Hả? À? Xuống rồi. Ông bác nay ra trễ hay gì à? Ra trễ. Dễ bởi vì ông hỏi nước xuống chưa. Rồi anh em mình gần hết cái đoạn lưới này. Đoạn này nãy giờ được con cá lầu kiến nè, với con cá cha nhỏ. Bữa nay không có dính cá bự à. Cái lưới thừa này thì cũng hay dính cá bự lắm. Mình còn hai đoạn lưới nữa nha. Tiếp tục cuộc hành trình. Khùng quá khùng. Rồi. Tiếp tục mình cuốn lưới mấy? Lưới 8. À tao đoạn lưới 8. À xuống từ từ hả ta? Xuống từ từ ha, có nghĩa là mình cuốn lưới 1 tấc. Ừ. Cuốn xong cái lưới 1 tấc giờ mình cuốn lưới 8. Mình còn đoạn lưới gì nữa? Đến lưới cá sát nữa. Lưới sát là 4 phân nữa. Ồ. Oh.
Đây là tay lưới tám quen thuộc của anh em mình. Mỗi bữa ở dùng ở trên gần nhà thì bốn con tay à. Tay lưới tám này nè. Bữa nay đi xa xuống tới làng bè thì có nhiều lưới trên xuồng mình bổ hết. Với lại ở đây thì dùng nước cạn nên cũng dễ cả nha. Để chứ không có như xình nước hoài nè. Dạ. Hảo có chảy như vậy. Dạ. Được rồi, anh em mình bắt đầu thăm lưới. Ở dưới này có học trò đâu không anh? Không. Đánh vô. Đá vô, đánh cốc. À. Chứ lưới tám này thì anh em mình hay bắt cá học trò cả nha. À, có bữa dính gạch đi không có con gì khác. Được học trò không luôn. Có bữa xen vô được vài con cá mòng gà, còn như cũng học trò không luôn. Rồi lâu lâu nhiều khi dính được con cá sấu chứ còn nhiều học trò không luôn. Thì nói chung là ta lưới thì anh em mình hay dính cái học trò đó. Xuống đây còn coi coi có cái cốc có tôm. Đó, tôm, ô tôm bự, tôm càng. Wow. Rồi, mất tiêu hết càng rồi. Tiếp tục là dương quá ha. Vậy là nó còn có con càng hung. Không mà nó hay thiệt. Hung dữ vậy. Em chưa chân là nó kẹp cái tay luôn rồi. Buông luôn. Ôi giời con tôm. Tôm nhất luôn nghĩa ơi. Tôm này hết sức bự rồi. Hết sức bự rồi. Tôm này chắc cũng dành tôm cái nữa hay gì nè. Mới bị mê tôm kia quất hết cây càng nè. Xác hả? À? Xác để đâu? Để ngoài hay để đục anh nhé? Bỏ ngoài lại. Bỏ ngoài. Còn con tôm này thì để vô cái gọng lưới ha. Trời rồi. Ôi con tôm bự. Cá dầu, con cá cha trắng, cá dầu trắng, cá dầu trắng có người gọi là cá cha, cá vô cá vồ, chị hai gọi là cá vồ. Còn cá dồ nữa cả nhà. Nhỏ hơn còn nãy nữa. Cái dồ dính tay lưới tấc bự hơn chút. Thấy có tôm, thấy có lý vậy đó. Con tôm bự bự bành kia, con tôm nó bán tiền không á. À, cái con tôm nó mới quẹt em chút xíu mà cũng tăng nè, bị chạy nè. Lớp nào bị được cá đâm mà tôm kẹt nữa. Bữa nay xui dữ. Anh nghĩ kéo lưới bắt cá, ví dụ như lỡ có bị chút đỉnh á, cũng gọi là chính đáng đi ha. Ừ. Ơ gì?
Tùng bị cái có người lại nó cười mình đáng đời. À, giờ này sẽ cười lớn, tự nhiên cười lớn dữ. Học trò thấy đuôi trắng giờ tưởng đâu ai nhìn nó nhìn lại nó đỏ đỏ. Tại tại cá nó chết rồi cả nhà, chết không? Bởi vì thấy cái đuôi nó kiểu nó bị chết, nó tái rồi cái tự nhiên tưởng đâu cái cốc ai nhiều cái học trò nó đỏ đỏ đúng rồi đó anh, cái tay lưới tám này là dính cái học trò là đúng rồi đó anh, chính xác. À, bỏ gì đâu có cả. Ơi à, anh nghĩa nói ở dưới này á là dính cá sủ nè, cá gốc nè, cá dầu nè, cái học trò này hình như là ở trên một năm đâu chả á, nó đi theo lưới anh á. À, đi theo chiều. Hay nữa. Ơi không mà anh nghĩa cũng vui. Hồi chiều đi ngang ghé trước. Hồi chiều có đi ngang ngõ năm không? Có. Nghe tiếng máy chạy theo á. Công nhận. Kiểu này cái kiếm cá cốc ba bốn ký gỡ lại sao? Tép dữ vậy ta. Cái gì vậy? Cùng giăng giăng nhầm cũng không dính mà giăng nổi cũng không dính luôn. Anh nghĩ đi bắt cá mà bị cá gai cá quẹt á là chính đáng, còn Tùng bị lãng nhách quá thiệt, ngồi đau nhất. ngồi đây cũng bị thiệt là lãng nhách. Em cá làm hư mặt bứ rồi đó, cái bực. Tép in. Hết lưới. Rồi tép. Hết lưới rồi cả nhà. Rồi xong đoạn lưới này, anh em mình tiếp tục tới đoạn lưới cá sát, đoạn lưới nhỏ. Hy vọng đoạn này anh nghe, giờ này mong bà cầu đồ trên nghĩa ta lưới cá sát ruộng về luôn khỏi gỡ ruộng này, ruộng chắc rồi giờ này, giờ là đâu có gỡ. Ý em nói là dính nhiều ruộng luôn á ông ơi. Anh nghĩa thiệt tình.
Trình Giảo Kim có ba búa làm nên sự nghiệp. Anh Nghĩa bữa nay có ba tay lưới, còn có làm nên sự nghiệp gì không? Còn hy vọng vào cái đoạn cuối nè. Đoạn cuối tình yêu. Này hy vọng cuối cùng mà mặc kỳ vậy. Giờ này đang thui rồi. Thường cá mà ở lưới mà dính bận quá cá nó cũng ít. Thôi hết rồi. Ủa không? Không mà lưới cá sét mình thả ở vùng bè này thì dễ bị bận lắm. Tại vì phân của cá điêu hồng dữ lắm cả nhà ơi. Ngay trong nước mà nó đạp vô là dữ lắm. Có hang tép rồi, tép gông rồi, tép gông nhảy nhảy rồi. Kiên hình gọi hết rồi. Dạ. Trời ơi, lưới đâu vậy? Cá cá đâu xét, mà nó cuốn là không có nữa. Làm mưa nữa ha anh nhỉ. Quá bận. Mùa nước đục này nó dễ đâu. Được con cá đầu tiên cả nhà ơi. Một con cá sát đầu tiên. Sát bự. Chắc một hay con gì. Gỡ luôn đi. Khúc này có lại anh. Ôi ồ con cá. Chọc ngứa mình anh nghe.
cuốn lưới đây mà nó hụt ngoài kia kìa. Rồi làm gì nói giờ? Em để em đi. Đó mới khó gỡ. Ba xà con thả luôn, yếu quá. Này thất quá, nghe thức khuya rồi, thất quá. Thức khuya tới giờ này mấy giờ ta? Giờ là 1 giờ, gần 1 giờ rưỡi à. Thức khuya mãi còn còn không có cá nữa. Thôi ghê khúc. Mình mong là anh nghĩ ruộng lưới về luôn mà không được à. Nay ít cá anh nghĩ gỡ luôn. Gỡ luôn. Rồi hết lưới luôn rồi cả nhà ơi. Bữa nay ba tay lưới cũng có cá nhưng mà cá nhỏ không. Bữa nay bán ít tiền. Niềm hy vọng cuối. Được bán cá ta. Mấy rồi. Được có 5-6 cá sét. Niềm hy vọng cuối cũng là niềm hy vọng lớn nhất. Vậy mà vậy rồi thôi anh em mình về cả nhà ơi. Hy vọng hôm khác trúng hơn. Bữa nay đi xa mang hết lưới luôn đó, mang hết tài sản đi đánh trận lớn luôn á. Mà vậy thôi kệ, cũng đành chịu.
Vậy rồi, bây giờ cũng gần 2 giờ khuya rồi, giờ anh em mình tranh thủ về. Cái có mấy con này nhỏ thì mình nuôi lại, dưỡng lại. Còn mấy cá sát này chắc đủ ăn anh ơi. Đủ ăn à. Bữa khác bán kiếm tiền. Vậy rồi, thôi anh em mình về. Tùng kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video đêm nay. Tùng và anh Nghĩa hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Chào cả nhà.